nhau mà vui ghê. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc giang nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông gian lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương đất đai trù phú. Cây trái sung xuê lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Bác Tình ơi, bác Tình, bác Tình. Ôi giời, bác Tình mình đi đâu lại vứt quán cơ này? Rồi bác dần mà biết là bác ấy lại cằn nhằn cho mà xem. Không đủ đâu nhỉ? Ui ngon thế. Thôi ăn thôi nhỉ. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Vào đây con chào bác. Ơ, sao anh lại ở đây? Cái gì đấy hả cô? Này. Dạ. Hết rồi à? Đâu à, con vẫn để lại hai miếng đấy bác. Trời ơi, Mai ơi. Dạ. Cái này có muốn có muốn mắng không cơ chứ Lệ? Cô gọi Mai sang là nhá, muốn mời Mai đu đủ nhà cô Tình vừa thu hoạch, ngon, ngọt. Thế mà bây giờ ăn đi, còn mỗi hai miếng này. Thì bác thì con nghĩ là đu đủ để ở đây thì cũng là đu đủ của nhà mình, thì con ăn thì có sao đâu. Rồi ôi sao lại chán thế nhở? Thế giờ như bác hỏi nhá, thế mai sau người ta bày cỗ ở bên nhà vợ ấy, thế cứ hỏi ai cứ ngồi mình đánh chén à? Thì nhà bác với nhà con thì nó khác gì nhau đâu ạ? À? Thì nhà vợ. Thế nhà vợ thì cũng thế. Ôi trời ơi, mai cái gì? Mai này nói hộ cái. Chưa gì là em đã thấy anh mất điểm rồi nhá. Ừ đấy. Bây giờ được bao điểm? Bây giờ ấy à? Ừ. Âm 10 điểm cô ạ. Được âm hẳn 10 điểm á? Âm hẳn luôn đấy ạ. Như này làm gì có tính điểm đâu được ạ? Trời ơi, xem như nào chứ. Đàn ông đàn an thì ăn cũng phải hỏi một câu chứ Lệ. Có biết là mời Mai sang đây làm gì không? Đu đủ nhà bác vừa thu hoạch, ngon, thơm, ngọt. Mời sang để thưởng thức. Ít nhiều ăn thì ăn một miếng thì chứ đã ăn cả một đĩa người ta. Nhưng này mà ăn còn có hai miếng thì ai ăn thì đừng. Bác sang làm gì mà căng thế ạ? Cháu có ăn có mỗi một quả thôi. Được rồi, cháu sẽ trồng trả lại cho bác 10 cây. Cây nào cây đấy là sẽ sai chiếc quả luôn. Thế anh đã trồng bao giờ chưa mà anh hứa như đúng rồi thế? Thôi tôi xin anh. Anh đừng chém nữa. Anh để cho người khác nói một tí. Gớm, anh cứ nói anh có làm đâu mà. Bác ạ, con hứa danh dự với bác là con ăn được, nói được thì phải làm được ạ. Ăn rồi đúng không? Dạ vâng ạ. Ngon không? Ngon ạ. Ngọt không? Ngọt, có ngọt ạ. Thế bây giờ anh đã hiểu cái cảm giác của cô chưa? Khi mà cô trồng cái cây đu đủ từ lúc nhỏ cho đến lúc lớn lên, nó ra được cái thành quả như thế này thì cô phải vui mừng, hạnh phúc biết bao nhiêu. Thế mà anh hiểu cái cảm giác của bác Tình. Hiểu nào? Thì cũng như là cái cảm giác của cháu chăm em Mai mấy năm nay ạ, luôn luôn là xinh đẹp rồi là như thế bác đang thấy ạ. Còn hạnh phúc hơn nữa bác ạ, là lúc mà cháu với cả Mai về cùng một nhà đấy bác ạ. có đúng cái cảm giác đấy đúng không bác? Thế anh hiểu rồi chứ gì? Hiểu thì chiều nay em với anh sang nhà anh Khánh mua ít cây giống về trồng. Bao giờ cây ra quả mang sang nhà cô Tình biếu cô để cô cùng vui. Được chưa? Nhất trí. Nhất trí. Làm gì mà giờ này không thấy mặt mũi đâu nhở? Xót hết cả ruột. Có khi nào lừa mình không nhở? Đứng đợi 10 phút nữa mà không thấy mặt mũi đâu nhá. Dỗi. Ôi, ui, đu đủ to thế. Mai à? Mai à? Anh làm cái gì mà cứ như ma làm ấy? Anh đến đây làm cái gì đấy? À thì anh tên là Đủ. Anh đến đây để cho đủ người. Có sao không? Có anh vào thành thừa ấy. Nhưng mà anh nói như thế là ý là sao ấy? Ý gì? Bạn anh hôm nay nó có việc bận, cho nên là nó mới cử anh sang đây với em là để gặp kỹ sư Khánh, học về cách trồng đu đủ cái này. Biết ngay lại nói bận mà lại lười. Nó bận thật đấy. Với cả là bận thì biết là bận, nhưng mà không anh không biết là bận đi đâu. Chán thế không biết. Thôi kệ đi. Thế anh sang đây gặp anh Khánh như gì? Chứ còn gì nữa. Mai. Đi. Mai à? Anh Đủ. Anh Khánh. Anh chào mọi người. Anh Khánh cho mày đẹp trai thế. Ôi trời ơi, anh lúc nào cũng cứ trêu thôi. Mai. Anh Khánh này.
đu đủ của nhà anh ấy, sao sai mà chịu quả thế nhở? Một đứa to như thế này nhá, có khi á cắt ra làm nộm cũng phải được vài đĩa. À, đúng đúng đúng. Làm nộm được vài đĩa, suốt ngày đầu óc ăn với chả uống. Mai ơi, anh đủ nói đúng đấy. Cái quả đu đủ to thế kia nhá, anh cũng áng chừng là phải được ít nhất phải hai đĩa chẳng chơi. Nhưng mà phải là hai đĩa to đúng không? Đúng rồi. Anh ơi, thế nhưng mà làm thế nào mà để trồng được cái cây đu đủ mà nó sai và nó chịu quả như thế này? À. Với cả anh có bán cái cây giống nào mà nó như bằng cây này không? Bên vườn nhà tôi thì cây gì cây gì cũng có. Đấy. Thế à? À, chỉ trừ mỗi cái cây ATM là không có. Ôi, cái cây đấy ai cũng ước anh ạ. Nhưng mà có phải ai cũng muốn có là được đâu. Này, ở làng mình ấy, anh thấy có một người có đấy. Ai, ai? Ai à? Cô Tính. Chắc cũng hết luôn, còn gì nữa, ATM. À, chết quên, tương lai là em là cũng giống cô Tình ấy. À. Em á, còn lâu. Còn lâu. À này, anh Mùi đâu rồi? Không đi cùng em à? Sao hẹn anh hôm nay là không gặp không về cơ mà? Ôi dồi ôi, cháu ân chuôn hiền chuồn rồi anh ạ. À. Lười, đây, nhờ bạn Chí Cốt sang đây để nghe hộ. Đấy. Không phải nó chuồn đâu, mà hôm nay nó có việc gì nó bận thật. Cho nên là nó mới cử tôi sang đây để hỏi anh về cái cách kỹ thuật trồng đu đủ ấy này. À rồi rồi, không sao không sao. Anh có thể phổ biến với hai người rồi hai người lại về phổ biến lại với cả anh Mùi. Thế là xong. À, đúng rồi. À, ông Mùi nó cũng có dặn tôi là sau khi sang anh ấy cùng mua mấy cái cây giống về trồng. À, cho nó. Rồi rồi. Nhưng mà tôi tính là cũng đúng thật. Anh Khánh vừa làm kỹ sư này, vừa lại kỹ sư bán cây giống này, lại vừa tư vấn cho bà con này. Anh đúng là kỹ sư nông nghiệp 5 sao. À, tôi chỉ dừng lại ở 4,9 sao thôi. Anh lại cứ khiêm tốn. Anh ơi, khi nãy em đi qua cái khu ươm giống ấy, em thấy cái cây đu đủ nó cũng mọc ra được 4-5 lá rồi. Có phải cái thời điểm này là trồng thích hợp đúng không anh? 4-5 lá là mình có thể tách ra để trồng được rồi. Nhưng mà mọi người lưu ý một điều, đu đủ là một loại cây sợ phèn này, không chịu được ngập này. Cho nên là khi mà mình trồng ấy thì mình phải chọn những cái loại đất mà nó thoát nước tốt, không bị ngập úng. Đấy, và luôn đảm bảo độ tơi xốp. Ô anh ơi, thế trồng cây đu đủ thôi mà cũng phải cầu kỳ đất như thế hả anh? Chứ còn gì nữa. Nhưng mà em nghĩ ấy, đất nào cũng có thể trồng được. Nhưng mà quan trọng ấy, nếu mình muốn là năng suất nó được cao thì mình phải lựa chọn cái đất mà nó có đủ tiêu chuẩn đúng không anh? Ừ, đúng rồi đấy. Anh ơi, thế thì anh hướng dẫn em với các anh đủ cách trồng đu đủ như thế nào luôn đi ạ? Ừ, thì cái khâu đầu tiên của việc trồng ấy là vẫn phải là chọn cây giống. Thì mọi người chọn cây giống ấy là cái cây có hình tháp bút này, lóng ngắn này, đấy, nằm xít cạnh nhau. Lá thì màu xanh đậm và xẻ 4 thùy là tốt nhất. À thế à. Anh ơi, thế có phải là khi mà mình trồng mấy cái cây giống này nhá, thì cái khoảng cách của nó nhá là phải cách nhau 2 đến 3 mét phải không anh? Ừ. Đấy là khoảng cách đã đạt đủ tiêu chuẩn rồi. Và sau đó anh tiến hành đào hố này và đặt cái bầu cây vào giữa. Sau đó dùng dao rạch bỏ cái ni lông mà bao quanh cái bầu cây đi, nhưng mà phải thật khéo léo nhá, bởi vì nếu mà làm vỡ bầu là chết chột đấy. Ồ, thế à? Có mỗi đặt cái bầu thôi mà cũng phải cầu kỳ và nhẹ nhàng và tình cảm như thế này. Chính xác. Chứ còn sao nữa, làm cái gì cũng phải đúng quy trình chứ anh. Rồi tiếp theo, chúng ta sẽ vun đất này, nén chặt này và tưới nước để giữ độ ẩm. Chúng ta cũng có thể là lấp thêm rơm dạ hoặc là bèo vào cái gốc cây để khi mà tưới nước cho cây thì không bị rẽ đất. Đấy, và đảm bảo là gốc luôn ẩm. Rồi chúng ta là cuối cùng là sẽ dùng cọc đấy để cố định cái cây này được đứng thẳng. Đấy, không bị nghiêng ngả, không bị bật gốc khi mà gặp mưa to gió lớn. Thế là xong rồi. Hải quay à? Cảm ơn kỹ sư nhá. Cảm ơn kỹ sư rất nhiều. Thế có khi là bây giờ là chúng ta nên đi xem mấy cái cây giống để tôi chọn về mua cho Mùi nhá. Thế bây giờ tôi sẽ đưa mọi người ra cái vườn ươm để chọn cây giống nhá. Thế còn đây toàn cây thịt thôi. Ô thế à, vườn ươm à? Ở trên kia. Nào, mời mọi người. Anh ơi, nhưng mà tí nữa về cho tôi xin quả nhá. Được kìa.